đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai vị khách mời. Trước hết là bác sĩ Hoàng Phương Mai, là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa và cũng là giáo sư giảng dạy tại trường UCSD. Và bên cạnh đó là em Brian Đỗ, em là sinh viên năm thứ ba về y khoa, cũng đang theo học tại trường UCSD. Và bác sĩ Mai Hoàng cũng như là Brian Đỗ là một trong những thành viên tổ chức một chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta sắp đến, đó là buổi chích ngừa COVID-19 miễn phí vào ngày 15 tháng 5 sắp tới do hệ thống y tế trường UCSD tổ chức. Trước hết, Hoàng Anh xin chào bác sĩ Mai và Brian. Chào chị Vân Anh và cũng xin chào quý khán giả. Cảm ơn cô. Tên con là Brian Đỗ, con là sinh viên năm thứ ba ở UCSD. And con là một cái vaccine coordinator cho UCSD Việt Nam cho host cái chương trình này. Wow, cảm ơn Brian rất là giỏi. Trước hết thì bác sĩ Mai có thể cho quý vị khán giả được biết thêm một chút xíu về cái background của bác sĩ, là hiện tại bác sĩ đang làm việc tại trường UCSD cũng như là giảng dạy được bao lâu rồi, thưa bác sĩ? Tôi là Hoàng Phương Mai. Mai đi qua được nước Mỹ lúc Mai 10 tuổi, và khi Mai bắt đầu học là học trường đại học là học ở trường UCLA, University of California, Los Angeles. Sau đó Mai đi vô học y khoa ở trường University of Vermont. Và sau 4 năm thì Mai chuyên về ngành sản phụ khoa ở trường Yale University. Sau đó Mai đã đi làm ở ngoài những cái văn phòng riêng ở San Jose cũng như là ở Laguna Beach. Trong vòng 2 năm rưỡi nay, Mai đã đang làm ở trường University of California, San Diego, làm bác sĩ sản phụ khoa cũng như là dạy học cho những sinh viên đang ở trong trường y khoa và cũng như là những người bác sĩ đã ra trường y khoa rồi nhưng mà đang thực tập để chuyên về ngành sản phụ khoa. Cảm ơn bác sĩ Mai rất là nhiều. Quý vị thấy là bác sĩ Mai của chúng ta còn rất là trẻ phải không quý vị? Nhưng mà đã là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng như là một vị giáo sư giảng dạy về y khoa. Trước khi đi vào chi tiết chương trình ngày hôm nay thì anh xin mời bác sĩ theo cái chuyên môn của mình cũng có thể cho quý vị khán giả được biết là cái sự quan trọng của chích ngừa, mặc dù chúng ta biết hiện nay là cái số lượng bị chích ngừa cũng đã rất là nhiều rồi, nhưng mà bác sĩ thấy là cái tầm quan trọng của nó như thế nào đối với những ai chưa chích ngừa. Và chúng ta cũng biết là có một số những người mà chưa chích đó, họ lo sợ là khi chích ngừa sẽ bị những side effect, đặc biệt là trong thời gian vừa qua với những cái tin tức là khi mà chích thuốc bị người này bị thế này, người kia bị thế kia, cho nên nhiều khi người ta rất là sợ. Thì xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết về cái nhận định về điều này. Cảm ơn chị Vân Anh. Chị hỏi rất là nhiều câu rất là quan trọng. Cho Mai trả lời trước là cái thứ nhất, bây giờ đó trong tiểu bang Cali chỉ có khoảng chừng 40% tổng cộng 40% người đã chích ngừa, có nghĩa là hơn 50% nhiều người vẫn còn chưa chích ngừa. Cái đó có nghĩa là mình vẫn có thể bị bệnh, mình vẫn có thể lây bệnh, cho nên vẫn phải mà dù cho mình đã chích ngừa rồi thì mình vẫn phải cố gắng giữ tay, vẫn phải đeo mặt nạ, vẫn phải giữ khoảng cách, tại vì mình không có biết được cái người mình đang đối diện người ta chích ngừa hay chưa. Cái thứ hai, cái chích ngừa nó cũng thuốc chích ngừa nào cũng vậy, không có cái thuốc nào là 100%. Dù cho mình chích đi nữa, mình cũng không có nghĩa là mình không có thể bị bệnh. Cái chích ngừa nó làm cho mình, nó giúp cho mình để cho mình không có bị nặng, để cho mình không có phải bị vô nhà thương hoặc là không có rủi may mà bị mất mạng sống. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình hoàn toàn 100% bảo vệ được, cho nên mình vẫn phải cố gắng.
Rồi cái chị Vân Anh cũng hỏi là những cái có nhiều người người ta sợ vì những cái phản ứng phụ của cái chích ngừa này, cho nên người ta không có dám, người ta sợ, người ta không chích ngừa. Thì Mai khuyên đó là cái gì cũng vậy, dù cho một viên thuốc Tylenol mình uống, nó cũng có phản ứng phụ. Cái chích ngừa nó cũng vậy, nó cũng có một phản ứng phụ. Thì cho nên mình phải nghĩ coi cái phản ứng phụ với cả cái bệnh COVID, cái nào nặng hơn, cái nào mình sợ hơn. Cái phản ứng phụ của cái chích ngừa đó thì là mình có thể bị cảm thấy mệt, mình hơi bị sốt, cái tay mình bị đau, bị tê. Nhưng mà đối với ngược lại, nếu mà mình bị cái bệnh COVID này thì mình có thể 20% có thể bị đi vô nhà thương, mà bị nặng đến nỗi cần phải đi vô intensive care unit, cần phải có cái ống để thở, mà mình cũng có khoảng chừng từ 1-3% bị mất mạng. Thì mình phải so cái đó với cái phản ứng phụ, cái phản ứng phụ với cái bệnh nặng thì cái nào mình sợ hơn. Theo Mai thì cái vẫn nên chích ngừa, đừng có sợ vì những cái phản ứng phụ nhẹ như vậy mà để cho mình bệnh hoặc là người thân mình bệnh. Và đó là cái lý do mà chích ngừa COVID-19 rất là quan trọng, phải không bác sĩ Mai? Vâng, thưa quý vị, đó là cái lý do mà tại sao trong ngày thứ bảy sắp tới đây, đó là ngày 15 tháng 5, thì hệ thống y tế trường UC San Diego SD có tổ chức một buổi chích ngừa COVID-19 miễn phí mà Brian là một trong thành viên của ban tổ chức. Xin Brian có thể cho biết chi tiết về cái chương trình này là ai cũng có thể đến hay không, và cái chương trình mà khi mà mình ghi danh đó, nó có khó khăn như thế nào, mời Brian. Thì ngày 15 tháng 5 tuần sau có chương trình COVID vaccination event, mình cho Pfizer vaccine cho tuổi 16 đổi lên á, được có vaccine cho ai cũng được cho 16 tuổi lên á. Anh muốn chích thì muốn chích bên 8 giờ sáng cho 12 giờ chiều, thì muốn chích đăng ký là dễ lắm. Muốn đăng ký thì đi lên calendly.com/UCSDVietMed/May15 Good Shepherd, and that's it. And then có muốn giúp có gì, muốn đăng ký giúp gì thì gọi 858-609-0038 trên 6 giờ chiều cho 8 giờ đêm. Thì mình thì gọi bên bên đó nên mình giúp thôi. Nếu mà những ai mà tới ngày hôm đó người ta mới biết cái event của mình mà người ta chưa có ghi danh thì người ta có thể walk-in, có thể tới được không Brian? Dạ có walk-in, mình có đăng ký trước á thì đi nhanh hơn nhiều, và có được đi walk-in vô dễ lắm. Yeah. So this vaccine site will take place in Mira Mesa, like Cole said, is 8200 Gold Coast Drive, San Diego, 92126. And we really encourage the community to come out here, especially the Vietnamese community, and those, not just the Vietnamese community, but those that have a hard time accessing technology. We have people on standby from 6 to 8 p.m. Just call 858-609-0038 and we'd be happy to assist you on signing up for your appointment. If you can't, if you have trouble, difficulty signing up, you're always feel free to walk in and we're happy to help. Thưa bác sĩ Mai là một người bác sĩ về sản phụ khoa, thì Vân Anh xin được hỏi bác sĩ là hiện nay với những người sản phụ, tức là những bà mẹ đang mang thai thì cũng rất là lo ngại, không có dám chích ngừa, thì bác sĩ có cái lời nhắn nhủ gì với những vị sản phụ mà đang lo ngại do dự chưa chích COVID vaccine? Đối với khi mà phụ nữ khi mình mang thai thì mình rất lo, không những lo về sức khỏe của mình mà mình cũng lo về sức khỏe của
thai nhi. Nếu như vậy đó thì Mai khuyên càng nên phải chích ngừa. Lý do là tại sao? Thứ nhất, khi mà phụ nữ khi mà đang mang thai, cái chất đề kháng của mình nó yếu hơn so với lúc mình không có bầu. Cái đó có nghĩa là nếu mà mình bị bệnh thì mình có thể bị bệnh nặng hơn. Cái cơ hội mà mình phải đi vô nhà thương, cái cơ hội mình phải đi vô bệnh nặng đến nỗi phải đi vô intensive care unit hay là cần cái ống để thở thì nó cao hơn rất nhiều. Sau đó nếu mà mình bị nặng như vậy thì dĩ nhiên là mình có thể bị sảy thai hoặc là em bé cũng có thể bị mất em bé. Cho nên nếu mà mình chích ngừa, không những mình có thể giúp để cho mình không có bị nặng như vậy, mà cái thứ hai mình có thể cái người của mình, cái người mình có thể truyền cái chất đề kháng qua cho em bé. Rồi sau đó em bé, sau khi em bé sanh ra, em bé cũng có cái chất đề kháng cho cái con virus này được vài tháng. Cái thứ hai nhiều người sợ là lỡ khi mình chích rồi mình bị sảy thai hay là nó có ảnh hưởng gì không cho em bé hay là cho cái thai của mình, thì cái đó cũng nên không nên sợ. Tại vì khi mà người ta so sánh những phụ nữ đang có thai mà chích ngừa so với những người phụ nữ không có thai chích ngừa thì người ta thấy cái phản ứng phụ nó cũng bằng nhau thôi, nó cũng không có hơn gì hết. Với lại em bé thai nhi nó cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Lý do như vậy, Mai nên khuyên những người mà đang có thai hay là đang tính có thai nên chích ngừa. Và nếu có muốn câu hỏi gì thêm thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình. Dạ vâng, Vân Anh cũng được biết là cũng có những người bác sĩ khuyên là không nên chích ngừa, phải không bác sĩ? Cho nên nếu mà chúng ta sức khỏe đầy đủ để mà đi chích ngừa thì nên mạnh dạn, phải không bác sĩ? Dạ đúng, tại vì có nhiều người người ta không chích ngừa được tại vì người ta thí dụ giống như bị ung thư hay là người ta yếu quá, hay là những trẻ em nó không được chích ngừa, thì mình nên chích ngừa không những để giúp cho chính bản thân của mình mà mình có thể giúp cho những người chung quanh của mình, cộng đồng của mình nữa. Dạ vâng, và trong suốt một năm qua đó bác sĩ, vì cái COVID-19 này cho nên mọi người đã là một năm rồi, cho nên mọi người có thói quen giữ sạch sẽ vệ sinh hơn mọi năm. Trên mà thì bác sĩ nói là cái sự mà đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên cũng giảm thiểu cái bệnh cúm hàng năm của năm nay. Cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục giữ vệ sinh chung như vậy thì không chỉ là ngừa COVID-19 mà còn ngừa những bệnh khác nữa, không bác sĩ? Dạ đúng. Giống như là chị Vân Anh nói, bệnh cúm, bệnh cái flu hay là bệnh cảm, rất có nhiều loại bệnh có thể truyền qua bằng nó gọi là air droplet, có nghĩa là thí dụ cái mình ho nó trong cái nước miếng nó phun ra trong tay khi mà mình đụng vô, thì có mình càng giữ được vệ sinh thì càng giúp cho mình với những người thân của mình. Dạ vâng, ho hoặc là hắt xì ha bác sĩ ha. Rất là hay là chúng ta thấy trong suốt một năm vừa qua thì hầu như mọi người đã có cái thói quen giữ gìn vệ sinh rất rất là tốt. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai rất là nhiều, cũng như là Brian. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị nào mà chưa chích ngừa thì hãy vào trong cái link mà chúng tôi sẽ bỏ lên trên màn ảnh để cho quý vị nào có thể ghi danh. Và Brian cũng như là các thiện nguyện viên, các em sinh viên, những thiện nguyện viên đang tổ chức của hệ thống y tế trường UCSD, và một điều quan trọng quý vị nhớ là hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Và Brian ơi, cái chương trình này đó là có cần thiện nguyện hay không, và trong cái ngày 15 tháng 5 đó đó thì ban tổ chức của chúng ta có cần ai mà muốn đi ra giúp thì có cần không Brian? Dạ có. Chút xíu mình có posting on our UCSD Facebook page. Mình muốn volunteer, muốn giúp nói chuyện translate trong tiếng Việt cơ, tiếng Mỹ cho tiếng Việt cơ, phải hỏi hai cái câu, cái câu chú or cô có chích ngừa hay không cách đây 14 ngày,
And then chú và cô ở ai á, có dị ứng không hay không? And then xong, đó là giỏi cho nhà làm cho nhanh hơn nhiều. Cũng giống như Brian, Mai muốn nói là cái buổi chích ngừa hôm đó sẽ có nhiều nhân viên có thể nói được nhiều tiếng. So nếu mà mình sợ mình không biết nói tiếng Mỹ hay là mình sợ mình không hiểu computer hay gì hết, thì những em học sinh y khoa, những em học sinh đại học đang bỏ thời gian sẽ giúp. Rồi ngoài tiếng Việt cũng có người để dịch thông dịch tiếng Mỹ, để tại vì cái home clinic này là để UCSD Health đã đang cố gắng giúp cho những nhóm tiểu số mà không có thể chích ngừa được vì hoàn cảnh, vì lý do nào đó. Rồi cái thứ hai Mai muốn nói là vaccine, có nhiều người người ta sợ, người ta muốn nói là trong vòng 3 vaccine người ta chỉ có muốn loại Pfizer hay loại Moderna hay là loại Janssen thôi, người ta không có muốn cái loại kia. Thì Mai thêm một câu khuyên nữa là loại nào cũng tốt hết, loại nào cũng có thể, nó cũng giúp để cho mình không có bệnh nặng. Nếu mà mình có cơ hội thì cứ lấy, dù cái nào nó cũng tốt giống nhau hết. Cho nên nếu cơ hội thì cố gắng đi chích ngừa để bảo vệ bản thân của mình, bảo vệ gia đình, bạn bè và cộng đoàn của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ Mai và cảm ơn Brian rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và hẹn gặp quý vị và các bạn tại cái event sắp tới do hệ thống y tế trường UCSD tổ chức, đó là buổi chích ngừa COVID-19 miễn phí. Cảm ơn Brian, cảm ơn bác sĩ Mai.